Kênh thể thao của đài truyền hình Quebec xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu rất đáng được chờ đợi khi mà những ngày qua cả hai huấn luyện viên của hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo trước báo giới rằng họ sẽ chơi tấn công và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Trước khi trận đấu này được sinh ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo, họ sẽ chơi tấn công và cống hiến hết mình cho 90 phút sắp tới. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Nhiều người cho rằng đội chủ nhà sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng bóng đá không đơn giản là vậy. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ và biết đâu trận đấu ngày hôm nay sẽ xuất hiện những bất ngờ đó. Vâng, như vậy trận đấu đã được bắt đầu. Đội giao bóng trước sẽ chiếm giữ khung thành bên trái màn ảnh nhỏ của các bạn. Nhường cho Khe. Tình huống nguy hiểm. Wow! Cú dứt điểm là không thể cản phá. Trời lấn lướt và họ đã cho thấy được sức mạnh của mình. Có thể nói đó là một sai lầm chết người của hàng phòng ngự và đội bạn đã tận dụng một cách triệt để cơ hội của mình. Có lẽ sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Những cầu thủ có tính sáng tạo và ngẫu hứng cao như Iniesta, Juan Mata hay Mesut Ozil luôn là những thủ lĩnh được trọng dụng với mọi nhà cầm quân. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm, không được. Một đường chuyền dài. Cơ hội tấn công. Phối hợp khá đơn giản. Một đường chuyền dài. Cú vào lưới. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Nhường cho Khe. Nhường cho Khe. Không được. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Một cú sút. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Đó là tình huống tấn công rất nguy hiểm và chỉ một chút nữa thôi thì đã có bàn thắng. Họ đang cho thấy được sức mạnh của mình. Tình huống phá bắt biệt vị. Chuyền vào. Với các sân vận động có sức chứa lớn thì việc thi đấu dưới áp lực luôn là điều ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các cầu thủ. Rất nhịp nhàng. Phối hợp khá đơn giản. Chuyển vào trong. Nguy hiểm. Cơ hội tấn công. Anh sẽ làm gì đây? Rất bình tĩnh.
pha phản công. Giữ bóng rất tốt. Sút là khá rộng và có thể nói đây là tình huống khá nguy hiểm. Với vị trí như thế này thì nhiều khả năng sẽ là một quả treo bóng vào vòng cấm và những cầu thủ có thể hình và sức dướng sẽ gây không ít khó khăn cho thủ môn. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Chuyền bóng không tốt. Đứng chuyền chuẩn xác. Rất tốt. Không về có bị một pha treo bóng. Sẽ có một quả ném biên. Đường chuyền sang cánh khá tốt. Bóng đã được phát ra. Phạm lỗi. Chuyền vào trong. Đánh đầu. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Chuyền bóng tốt. Một pha phạm lỗi. Như vậy là sẽ có một chiếc thẻ vàng được rút ra. Và đây là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Manchester United. Chuyền bóng vào trong. Cơ hội khá đơn giản. Một đường chuyền dài. Tình huống chơi bóng vào trong. Run go. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Diogo. Không chia bóng rất tốt. Đường cho khe. Diogo. Diogo. Tạt vào trong. Một tình huống làm thót tim các cổ động viên. Họ đang chờ Emerson không biết mệt mỏi. Anh sẽ làm gì đây? Cơ hội. Cơ hội để phản công. Pha phòng ngự tỉnh táo. Run go.
chuyền vào trong. Thủ môn đã bắt được bóng. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Diogo. Trên thực tế thì đôi khi tấn công lại là một cách phòng thủ rất hữu hiệu. Chuyển vào trong. Tiếp tục là một quả phạt góc. Chuyển vào. Phản công. Họ cần phải thi đấu độc quyền và cần sự tỏa sáng ở những quả bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Không được. Thi đấu không thật sự hiệu quả và cầu thủ này đã phải rời sân. Rất tốt. Rất hay. Một cú sút. Cơ hội đã bị bỏ lỡ, rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc, một nỗ lực mình có thể nói là rất đáng khen ngợi. Giữ bóng rất tốt. Chuyền bóng tốt. Chuyền bóng tốt. Một quả đá phạt ở rất gần khung thành của thủ môn. Quyết định thay đổi người là hoàn toàn chính xác khi mà cầu thủ này đang cho thấy được sự quá tải. Và đây là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Manchester United. Chuyền bóng tốt. Một đường chuyền bóng dài. Cơ hội để phản công. Đường chuyền chuẩn xác. Theo quan sát của chúng tôi thì có lẽ một số cầu thủ trên sân đang có dấu hiệu xuống sức. Huấn luyện viên nên đưa ra những sự thay đổi để gia tăng thế trận. Rất bình tĩnh. Phối hợp khá đơn giản. Runger. Cơ hội tấn công. Rất tốt. Quyết định thay đổi người là hoàn toàn chính xác khi mà cầu thủ này đang cho thấy được sự quá tải. Bóng đã bị chặn lại. Cầu thủ phòng ngự đã lấy bóng một cách khá dễ dàng. Giữ bóng rất tốt. Bóng đã được phát ra. Chuyền bóng tốt. Không được rồi. Giữ bóng rất tốt. Lấy bóng rất đơn giản.
anh sẽ làm gì đây? Tình huống chuyền bóng vào trong. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau của Fightback TV.